Sagan. Sagan. Ở đây không có cái chỗ mà nó bán đồ lưu niệm đâu các con. Cái cầu dài nhưng mà mình gửi xe đâu? Chạy xe vô đó được không? Tức là cái cầu nhỏ nhỏ xích ở đây cái gì? Quẹo ở đây cái gì? À dạ. Vô được hả? Nãy đi ngang không thấy chỗ để cái bảng gửi xe. Còn cái thánh đường này là chủ nhật rồi mới có lễ hay sao không? Thứ sáu hả? À, lễ hàng tuần hay sao? Rồi, cảm ơn cô nha. Cái thánh đường này là thứ sáu hàng tuần có lễ các bạn. Có lễ vào thứ sáu hàng tuần nhưng mà lễ của bên thánh đường thì mình không biết sao. Người phụ nữ chăm ra đường có cái khăn chùm đầu các bạn, chủ yếu là chùm che cái tóc. Thank you.
Cái này là dệt khăn rằn hả con? Còn cái khung mà dệt xà rong là khác nữa hả? Này mình dệt được mấy màu con? Được mấy màu? Tùy mình hả? Đi chơi thì quen. Cái này là đi chơi ở bên bên đoàn du lịch nè hả? Hà Nội vô rồi là mình bên hướng nhân viên hay là bên khách? Tính đi Hà Nội chơi mà chưa đi được, đi Hà Giang rồi đó. Đẹp cái này, đẻ mà cái này bấm vô chỉnh đâu không, chỉnh quay quay ba triệu cây hàng quay trung quốc. Cái mình nè, cái Honda, cái Honda Sài Gòn, Sài Gòn đi Honda xuống đây chơi hả? Đi nay 2-3 ngày rồi, đủ khách sạn ở trong chợ Châu Đốc. Đây là gian hàng bán đồ vật thổ cẩm của người Chăm nha các bạn. Đây là người Chăm. Đồng tơ. Cái này chắc ở đâu vật cho mình, đây có vật không? Hả? Nhưng mà mình đâu có vật chỗ này hả? Vật chỗ khác hả? Ở đây chỉ vật là khăn rằn. À, cái này không phải khăn rằn. Khăn rằn là cái à, khăn rằn. Cái này mới là khăn rằn rồi. Khăn rằn chiếc áo mà thoa rồi mà không. Đẹp quá. Có nón không không? Cái nón của người Chăm á. Cái màu đẹp đẹp tươi tươi á. Sao không, tôi không có đội nó mua về cho cháu. Cái này như khác rồi. Có cái nào rẻ hơn tí không? Hả? Có cái màu sáng sáng hơn không? Cái màu này nó khói. Ủa cô nói Indo là sao? À, chứ không phải Việt Nam mình dạy hả? Cái là người người Chăm mình ở đây là Chăm Malai hay là Chăm đâu con? Hả? Đứa bé nó nhỏ nhỏ là cái màu đẹp đẹp á, cái màu này nó người lớn tuổi rồi. Có cái màu xanh xanh đỏ đỏ này. Cái cây này là cây chống rung.
Con có cái nón nào màu xanh xanh đỏ đỏ. Mua cho em bé màu đỏ đỏ xanh xanh nó mới thích. Như thế còn cái nón. Con lấy chỗ cái nón kết này, có loại nhỏ không? Cái này nhiêu cái? Cái này nhiêu cái không? Con lựa cái nhỏ nhỏ, nhỏ nhất ấy, mà cái màu tươi tươi sáng khác ấy. Lấy cho con cái. Tại vì mua đứa cháu á. 60.000 hả? Có bớt cho chú không? Tại chú đi chơi chứ không phải theo đi theo đoàn. Tôi nói cho chú cái này. Nó hổm chú có ghé bên làng Châu Phong, Châu Phong thôi. Chú có mua mới hàng rồi, thành ra nay mua cái nón thôi. Cho bệnh nó cũng có dạt giống như mà dạt xà rong nữa. Đi Honda vô đây lủi lủi đây nè. Mua đòi mua đâu? Mua cái nón rồi. Ở bên đây chung mà. Đây là thuộc tỉnh An Giang.